Chào mừng bạn đến với Giống Gia Súc Miền Nam. Hôm nay chúng ta cùng kiểm tra khả năng sinh sản của bò đực giống nhé. Xét nghiệm bao gồm các công việc sau. Trước hết là khám sức khỏe tổng thể đầu, tim và phổi. Chú bò phải có khả năng thể chất với sức chịu đựng cần thiết để khiến nhóm con cái ở lứa tuổi thứ 2 sinh sản. Kiểm tra tinh hoàn của anh ấy để kiểm tra âm thanh và cảm giác xem có cục u. Sau đó đo kích thước bìu của anh ấy. Một cú đá hoặc thanh gồ lên là cần thiết cho việc này mặc dù rất ít giống bò phản đối nó. Về cơ bản tinh hoàn của anh ấy là tinh dịch của anh ấy, kích thước là quan trọng. Tinh hoàn nhỏ có liên quan đến những con bò đực có cơ bắp đặc biệt tốt nhưng những gì sẽ sử dụng nếu chúng không thể truyền nó cho con cái vì chúng không có khả năng sinh sản cao hoặc truyền các vấn đề về khả năng sinh sản cho con cái mà anh ta sinh ra. Chúng tôi cũng kiểm tra phụ kiện của nó. Các tuyến tình dục bên trong dương vật của chúng thường được nhìn thấy trong khi kích thích anh ta. Đưa cho nó một mẫu tinh dịch thứ ba là kiểm tra tinh dịch. Đồ này thường được thu thập bằng cách sử dụng máy phóng tinh điện là một đầu dò đệm tinh đi vào trực tràng và kích thích các dây thần kinh đến các tuyến sinh dục phụ và dương vật. Tiếc là những dây thần kinh này nằm ngay cạnh một số dây thần kinh đến chân sau nên chân sẽ duỗi thẳng mỗi khi bật máy. Máy xuất tinh chỉ có thể được sử dụng để lấy mẫu tinh dịch bởi bác sĩ thú y được đào tạo cụ thể để đảm bảo quyền lợi của bò đực. Sau đó chúng tôi xem xét tổng thể tinh dịch để kiểm tra xem nó không bị ô nhiễm bằng nước tiểu và đánh giá tính nhất quán của nó. Nồng độ của tinh trùng tiếp theo chúng tôi nhìn xuống kính hiển vi để xem chuyển động sóng tổng thể mặc dù điều này rất thú vị, để xem xét điều này không tương quan tốt với mức sinh thực tế. Hãy đăng ký kênh Giống Miền Nam để theo dõi thêm nhiều video hay về chăn nuôi bò nhé!